Luật sư khai tại tòa bị tác động vật lý thực hư ra sao? Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua, 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Như kênh Bản tin Online đã cập nhật đến quý vị ở bản tin trước, chiều tối cùng ngày hôm qua 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án với nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó, thì hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù tính từ khi bị cáo thi hành án. Các bị cáo khác bao gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên phạt 3 năm tù. Thưa quý vị, nhưng có một điều chúng ta cần làm rõ, đó chính là trước khi phiên tòa ngày thứ hai được tiếp tục diễn ra vào sáng ngày hôm qua, thì đại diện luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai đã liên tục đưa ra lý do để đề nghị dừng xét xử vì ông Lê Tùng Vân vắng mặt do sức khỏe yếu. Theo luật sư này, thì hai đồng nghiệp của ông là Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân khi kết thúc phiên tòa vào chiều ngày 20 tháng 7 đã bị tấn công gây thương tích ở khu vực cổng tòa án. Vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa điều tra. Sau khi hội ý, thì hội đồng xét xử cho rằng việc vắng mặt hai luật sư và bị cáo Lê Tùng Vân không ảnh hưởng gì đến việc xét xử. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa. Trước đó thì chỉ có sự hiện diện của ba vị luật sư bên phía tòa án. Tuy nhiên sau đó vài phút, bà Ngô Thị Hoàng Anh, người được cho là bị tác động vật lý, đã có mặt tại phiên tòa vào sáng ngày 20 tháng 7. Mặc dù theo như lời vị luật sư bên phía tòa án thì vị luật sư này bị tấn công, gây thương tích. Thế nhưng hôm qua khi đến phiên tòa thì bà Hoàng Anh hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề gì cả. Không những vậy, ban biên tập của kênh Bản tin Online cũng đã cập nhật được video clip một người phụ nữ đã ra tay tấn công anh YouTuber Peter Hồ này trước. Phía sau lưng cô gái này có đeo một chiếc ba lô màu đen, tóc ngắn và tay cầm điện thoại. Hình như là phía phóng viên liên tục có hành động xấn tới anh YouTuber Peter Hồ. Khi YouTuber Peter Hồ cầm điện thoại quay thì cô gái này đã có động thái xấn xỉa vào mặt người đàn ông này, hất kính, đẩy tay, gỡ khẩu trang anh Peter Hồ một cách rất ngông cuồng và hung dữ. Chưa hết, cô này chưa chịu dừng lại khi tiếp tục chạy đến chỗ Peter Hồ, xô đẩy và giật khẩu trang, đánh vào mặt anh ta. Sau đó, vì cảm thấy bị tấn công dữ dội, buộc anh YouTuber Peter Hồ này phải tác động vật lý cô gái kia bằng một cái tát để hất tay cô kia ra. Nhưng có trúng hay không thì chúng tôi không thấy rõ vì chỉ quay trúng đoạn anh Peter Hồ này hất tay ra thôi. Và theo như cộng đồng mạng suy đoán thì rất có thể cô gái trong video clip có hành động thái quá với anh YouTuber Peter Hồ kia là phóng viên mà luật sư bên phía tòa án đã nhắc trước tòa. Điều mà cộng đồng mạng thắc mắc là tại sao cô gái này lại có hành động thiếu tôn trọng người khác đến như vậy? Cô này có chức vụ quyền hạn gì mà lại không cho người khác quay video clip còn sấn xỉa, nhảy bổ vào, chỉ tay vô mặt, hất kính, kéo khẩu trang của anh Peter Hồ? Theo như lời vị luật sư bên phía tòa án nói trong phiên tòa thì hai luật sư là Ngô Thị Hoàng Anh, Đào Kim Lân đi cùng với một phóng viên bị tấn công. Vậy nếu đúng như dự đoán của cộng đồng mạng, cô gái này là phóng viên đi theo hai vị luật sư của phía tòa án được cho là bị tấn công. Như vậy có đúng hay chưa? Bởi khi theo dõi video clip, ai ai cũng có thể nhìn thấy rõ người bị tấn công là YouTuber Peter Hồ. Cô gái kia là người đã nhảy vào trước để tấn công anh YouTuber Peter Hồ mà. Và thưa quý vị, hiện tại sự việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Liệu rằng luật sư bên phía tòa án có nói đúng như những gì xảy ra hay không? Hay lại học thói lương lẹo, xảo quyệt như tòa án mà đổ tội cho người khác? Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị sự tình của câu chuyện này ngay khi có những thông tin nóng hổi nhất. Bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, sau 2 ngày xét xử các đối tượng trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào chiều tối ngày hôm qua 21 tháng 7, sau khi hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên bố kết thúc phần tranh luận về mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Chủ tọa cho phép các bị cáo trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Hầu hết các bị cáo đều không nhận tội. Về phần bị cáo Trùng Dương vẫn một mực chối các hành vi vi phạm tham gia vào các clip sai phạm.
Năm clip đó bị cáo không dàn dựng, không quay, không đăng các clip đó. Bị cáo không biết năm clip đó là gì hết. Bị cáo Trùng Dương đã nói tại tòa. Riêng bị cáo Hoàng Nguyên đề nghị mong hội đồng xét xử xem xét suốt quá trình xảy ra vụ việc cho đến nay, do các bị hại khác khởi xướng hay là do chúng tôi khởi xướng trước. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho biết thủ tục tố tụng của các cơ quan trong vụ án này là đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu sai phạm trong 2 ngày xử án. Các bị cáo khiếu nại nhưng không đưa ra được chứng cứ để chứng minh. Một số bị hại người làm chứng vắng mặt nhưng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các kết luận giám định, lời khai đã thể hiện rõ hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2021, bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên tạo tài khoản YouTube, lập các kênh Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official, đăng tải các video clip trên mạng xã hội, chỉ đạo Nhất Nguyên Hoàng Nguyên biên soạn, dàn dựng và duyệt nội dung các video clip sai phạm trước khi đăng. Những video clip này có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Nhật Từ. Bị cáo Lê Tùng Vân còn xúi dục người xem không tin vào luật pháp, Phật giáo, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến lợi ích của cá nhân, tổ chức. Bị cáo Cao Thị Cúc đồng phạm với vai trò là giúp sức, giúp bị cáo Lê Tùng Vân thu chi và làm các nghi thức cúng bái, đăng tải lên mạng xã hội. Kết luận giám định các video clip không cắt ghép chỉnh sửa. Xét tính chất vụ án nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Lê Tùng Vân xúc phạm uy tín danh dự công an, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhiều lần, trường hợp có tổ chức và đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Qua đó thì hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thuộc đồng phạm có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng. Bị cáo Lê Tùng Vân thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên nên cần có mức án phù hợp, cách ly khỏi xã hội để răn đe. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, có hành vi nghiêm trọng, cần cách ly khỏi xã hội. Sau khi nghị án thì hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên phạt 3 năm tù với cùng tội danh trên. Ông Lê Tùng Vân đột ngột đổ bệnh không thể tham dự phiên tòa sáng ngày hôm nay 21 tháng 7. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 21 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai được tiếp tục sau một ngày làm việc hôm qua là ngày 20 tháng 7. Sau một lần tạm hoãn hôm qua 20 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An đã đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn chưa thể kết thúc và đưa ra phán quyết cuối cùng khi các bị cáo của tỉnh Thất Bồng Lai liên tục chối bỏ tội danh và không chịu nhận tội. Trong phiên tòa xét xử tiếp theo lần này vào sáng ngày hôm nay, ngay khi bắt đầu phiên tòa thì phía luật sư của Tà Am đã thông báo ông Lê Tùng Vân không thể đến dự phiên tòa vì lý do sức khỏe. Theo đó, các vị luật sư bên phía Tà Am đưa ra nguyên nhân là vì ông Lê Tùng Vân tuổi già sức yếu, ngày hôm qua ngồi nguyên ngày để xét xử nên sáng hôm nay ông đã đột ngột đổ bệnh. Bà Vòng Kim Hoa là người đi theo ông Lê Tùng Vân cũng vắng mặt, tuy nhiên họ lại không đưa ra bằng chứng gì, luật sư chỉ thông báo vậy thôi. Thế nhưng nhiều khán giả và phần đông cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn rằng liệu ông Lê Tùng Vân có thật sự bị bệnh hay chỉ là đang cố tình giả vờ bệnh để phiên tòa tiếp tục bị hoãn hay không đây? Và nếu có tuổi già sức yếu thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi sai trái của mình chứ. Đâu thể dựa vào việc tuổi già sức yếu là 5 lần 7 lượt muốn hoãn phiên tòa. Có thể thấy phiên tòa đang được diễn ra và đang được phát trực tiếp trên khắp các trang mạng xã hội. Khi thông tin ông Lê Tùng Vân không tham gia phiên tòa tiếp theo lần này được thông báo, thì phía bên dưới có thể nghe thấy được sự phẫn nộ của nhiều người đến xem phiên tòa như cố tình không đến đấy hay lại giả vờ, giở trò nữa rồi. Chủ tòa cũng lần lượt gọi tên Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, bà Cao Thị Cúc, Hoàng Nguyên để hỏi về việc có muốn tiếp tục hay hoãn phiên tòa. Nhất Nguyên cho rằng tôi rất tin tưởng vào 5 vị luật sư của tôi nhưng đã có 2 vị luật sư bị tấn công nên cũng muốn hoãn phiên tòa. Bên cạnh đó, luật sư của Tà Am cũng thông tin hôm qua sau khi phiên tòa kết thúc, 2 luật sư của Tà Am đã bị tấn công và hôm nay cũng không thể đến phiên tòa được.
Phải chăng đây chính là kế sách của đám trọc tà âm nhằm lươn lẹo để tránh né việc phiên tòa được tiếp tục diễn ra hay chăng? Hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để phiên tòa bị hoãn lại, và sau khi nghe ý kiến của các bị cáo cũng như luật sư, chủ tọa phiên tòa đã xin 5 phút để hội ý, và sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đã thông báo sự vắng mặt của ông Lê Tùng Vân và hai luật sư phía tà âm không ảnh hưởng đến phiên tòa, nên tuyên phiên tòa vẫn tiếp tục. Và quý vị khán giả hãy theo dõi kênh Bản tin online nhé. Hiện tại phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị ngay khi có những thông tin nóng hổi nhất.